hôm nay hai chị em Táo và Xoài sẽ bóc đồ chơi bán hàng đây đúng không? Rồi, bây giờ bố sẽ bóc đồ chơi cho hai bạn mở ra xem trong có gì nhá. Mình sẽ kiểm xem là những thứ gì nha. Ồ, đây là một đồ chơi rồi các bạn nha. Bây giờ chị Táo sẽ kiểm xem có những thứ gì nào. Sticker này các bạn ơi. À, đây là sticker à? Đâu cho bố xem sticker nào. À, sticker đây. Sticker này để dán lên cái gì đây? Dán lên cái nào? Cái này là cái gì con biết không? Nghe là cái máy đếm tiền đấy. Rồi, con kiểm tra xem có những thứ gì nào. Đúng rồi, cái giỏ này đựng hàng để đi mua hàng đúng không? Đúng rồi, xem còn cái gì nữa nào, có kiểm thế nào? Đây là điều khiển tivi. À, điều khiển à? Đúng rồi, đây là một cái điều khiển gì đấy đấy. Rồi, tiếp tục. Xem thế nào? Bói bó đồng tiền. Ồ, đồng tiền à, đây xem nào, có mấy đồng tiền con đếm thế nào? Có tiền. À, tiền à, xoay đứa tiền này nào. Một. Đây có mấy rồi? Theo, còn cái gì nữa nào? Cái này là cái gì đây ạ? Cái này là cái bàn để tính tiền, tí nữa mình sẽ lắp vào nha. Rồi. Bố, cái này là cái gì đây? À, cái này là số đây, số để làm cái máy tính tính tiền đây. Bố, đây là cái gì đây bố? Đâu, đưa bố xem nào. Ôi ơi. Cái này là cái gì nhỉ? Cái này là cái tem. Tem. Ừ. Tem nó có. Đi xem nào, tem hay là cái phiếu mua hàng thì phải. Rồi, tiếp tục, xem có những cái gì lấy đi, tìm thử cái này. À, đây là thẻ để thanh toán tiền này. Đây là cái gì đấy? Cái này à, cái này bố không biết, để tí bố lắp vào xem nhá. Nãy em xoay được cái của em xoay nào. Đây cái này cái gì đây? Đây là cái bánh hay sao này? Đây là cái gì đây bố? Đây cũng không biết là cái gì, tí để bố lắp vào bố xem. À, cái này cái máy quẹt kiểm tra hàng đấy. Rồi, tiếp theo. Hộp cái này là cái gì đấy bố? Hộp này hộp đựng hàng rồi, chắc là hộp đựng hàng rồi. À, đúng rồi, cái bạn Thảo Tiên phát hiện ra đây là máy cái để xếp chốt để xếp tiền vào nhá. Rồi. Thôi đây là cái gì đây bố? Cái gì bố không biết được. Thì để lắp vào để xem nhá. Nào có cái gì đây? Bánh đây bố ạ. Đây ạ. À, đây là chai này. Là sữa. Ừ. Bây giờ mình sẽ làm theo những đồ ở trong hộp này nhá. Bây giờ bố lắp vào cho con chơi nào. Ok, bây giờ bố sẽ lắp vào cho bạn Táo với bạn Xoài chơi nhá. Táo cắm cái này vào cho bố nào. Dán bảng giá vào rồi các bạn nha. Đấy. Đây, đây là bảng giá bán hàng nha. Màn hình tính tiền đấy nha. Mình sẽ lắp cái giỏ sách vào Thảo Tiên nha. Đây mình lắp được cái giỏ rồi nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ dán nó cái đồng tiền là xong các bạn nha. Rồi, Thảo Tiên dán đi. Dán thật. Đồng tiền này số mấy đấy Thảo Tiên? Đúng rồi, Thảo Tiên cho vào đi. Tên tên, tôi đã mua được hàng rồi. Bạn Táo bạn Xoài bán hàng, bạn Táo bạn Xoài tính tiền cho tôi với nha. Vâng ạ. Nào, bạn tính tiền cho tôi đi, cho hết bao nhiêu tiền để tôi trả nào. 10.000 tính vào 10.000 đi. Tiếp theo tính tiếp đi, tính tất cả đi. Tính từng thứ một. Rồi, tính từng thứ một nào. Tiếp theo, cái hộp bánh. Rồi, tiếp theo. Rồi, tính xong rồi thì bạn lại bỏ hết của tôi vào trong giỏ nhé. Để hết của tôi trong giỏ đây nào, tôi của tôi lấy nào. Rồi, bạn Xoài giúp bạn Táo bấm đi. Bạn Táo giúp bạn Táo bấm tính tiền đi. Rồi, đủ chưa, của tôi đủ chưa. Rồi, đưa cho tôi nào. Của tôi hết bao nhiêu tiền bạn Táo ơi? 10.000 à. Bạn quẹt thẻ cho tôi nhá.
cái thẻ đi. Rồi, bạn trả lại tiền cho tôi nào. Rồi, em xoài đưa 1 đồng. Rồi, ok, tôi cảm ơn nha. Mang về, bye bye nào, bye bye hai bạn nào. Bye bye. Em xoài bye bye nào, bye bye.